105 đầy 2010 nha mọi người. Sorry các bạn rất là nhiều. Ai mà đã nhắn tin cho em trong khoảng thời gian mà độ tầm khoảng 2 tuần trước á, tìm những đời 2010 thì em Ly thật sự là hết hàng các bạn. Và ngày hôm nay em Ly vừa về được một chiếc xe 105, hồ sơ cầm tay có sẵn luôn. Đó, 2010 máy móc nguyên zin hết các bạn ơi. Đây để em Ly quay cho các bạn mình xem. Nhưng mà giá nó cũng không thay đổi nhiều đâu nha các bạn. Lốc lửa zin nè. Bơm nước zin nè các bạn. Rất là mới. Đó, hồ sơ cầm tay có sẵn, ai mà quan tâm thì liên hệ em. Một cái giá cũng rất là yêu thương cho các bạn nha. Pha đèn là mới tinh nè mọi người. Trắng đen sporty. Máy móc nguyên zin, đầu chưa rớt và máy chưa chạm luôn nha. Cái đĩa bán ngọt luôn các bạn. 150 mấy triệu thôi. Cái giá yêu thương không mọi người. Đấy, các bạn nào quan tâm các bạn liên hệ em nha. Hồ sơ cầm tay có sẵn, giao hồ sơ về cho các bạn. Sorry các bạn vì trong khoảng thời gian trước mình không đủ mặt hàng để mà cung cấp cho các bạn ha. Hôm nay thì biết là nó qua tháng 7 thì nó hơi nhạy cảm một chút xíu. Nhưng mà khách hàng nào á mà trước nhau mau lẹ thì em Ly sẽ bớt nhiều cho mọi người nha. 150 mấy triệu, các bạn nào quan tâm thì các bạn liên hệ cho em Ly nha.